Những người biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông đang nỗ lực tiếp tục biểu tình, dù có những quy định chống virus corona, kêu gọi cách ly xã hội và không tụ tập đông người. Một số ít các nhà hoạt động gây náo động tại thương xá Landmark ở khu buôn bán trung tâm vào ngày 29 tháng 4. Đây là một bước lùi so với năm ngoái, khi đám đông tràn ngập các đường phố với bích chương biểu ngữ và cảnh sát phải đối phó bằng hơi cay. Tuy nhiên, lúc này không có đụng độ. Một nhóm nhỏ các nhà hoạt động hô to các khẩu hiệu và ca hát, với một số người qua đường treo các biểu ngữ và khẩu hiệu trên ban công. Cảnh sát được triển khai đông đúc, nhưng hầu như tránh xa người biểu tình. Người biểu tình nhắc lại năm đòi hỏi của những cuộc biểu tình năm ngoái, đặt trọng tâm vào yêu cầu quyền bỏ phiếu và điều tra độc lập những hành vi của cảnh sát. Cho đến nay, cảnh sát đã giải tán những cuộc biểu tình tương tự tại các thương xá trong vài tuần qua, vì cho rằng các cuộc tụ tập này là có cùng mục đích, chứ không viện dẫn những quy định hiện cấm hơn 4 người tham dự một cuộc tập họp xã hội và yêu cầu mọi người phải cách nhau 1,5 mét tại nơi công cộng. Từng là thuộc địa của Anh, Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Thể thức một quốc gia hai chế độ hứa cho thành phố những quyền dân chủ rộng lớn hơn Hoa Lục, nhưng người biểu tình nói quyền tự do của họ bị xói mòn dưới thời chủ tịch Tập Cận Bình. Please, powers, you are abusing the powers. Please leave according to Hong Kong people's will.